Rồi chúng ta nhìn câu số 1. Giá trị lớn nhất của hàm số fx là bằng x cộng 1 chia cho x cộng 2 trên đoạn 1,3. Thì thầy chỉ tụi con làm. Đối với tụi con muốn làm bài này chỉ cần thế hai số vô thôi là f1 với f3. Nhưng mà thầy muốn nhận xét nhanh hơn đó là thầy có đạo hàm là a nhân d trừ b nhân c là nó bằng 1, là nó dương. Cái dương nên suy ra hàm số này là hàm số đồng biến. Đồng biến thì giá trị lớn nhất của mình chính là tại vị trí x bằng 3. Thì đó nó chính là F3. Và F3 thầy thế vô thì được kết quả là 3 phần 5. À, 4 phần 5 chứ quên. 4 phần 5 đáp án là câu C. Ok tụi con ha. Tiếp tục. Mấy bạn vào sau nhớ làm bài ạ. Thầy đang sửa trang số 5 nha tụi con. Trang số 5 trong đề cương nha. Mấy bạn vào sau là sửa trang số 5 đề cương nha tụi con. Tiếp tục. Câu số 2. Trong đoạn từ trừ 1 tới 2 thì mình chỉ quan tâm trong đoạn từ trừ 1 đến 2 thôi. Rồi, trừ 1 nè. Tới 2. Đoạn có nghĩa là hai đầu mút tụi con lấy luôn nha. Quan tâm hai đầu mút luôn nha. Nên tụi con thấy trong ba trong đoạn từ trừ 1 đến 2 thì số thầy đang cần là số 3 này. Số 0 này. Số 2 này. Số 1 này. Như vậy số lớn nhất của mình hiện tại chính là số 3. Mắc. Số nhỏ nhất hiện tại là số 1, số 0, min. Như vậy người ta yêu cầu m là 3 cộng 2 nhân 0 là min. Đáp án là bằng 3. Câu C rất là dễ. Tiếp theo câu số 3. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số thì tụi con thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số. Giá trị nhỏ nhất của hàm số thì chúng ta sẽ thấy tại hai đầu này trên toàn bộ R. Thì số nhỏ nhất hiện tại là số trừ 3. Nhưng nó không phải là giá trị nhỏ nhất bởi vì chỗ này là x là vô cực, không xác định. Đáp án là không tồn tại. Câu số 4. Trên đoạn từ trừ 1 tới 3. Đây, mình khoanh vùng đúng đồ thị của mình luôn. Thì cao nhất hiện tại tại vị trí này là giá trị bằng 3. Và thấp nhất của mình chính là tại vị trí này. Giá trị là trừ 2. Như vậy 3 trừ trừ 2 là cộng 2. Đáp án sẽ bằng 5. Ok ha. Cái bài này rất là dễ nha tụi con. Ủa, bạn Tấn vô chưa ta? Tấn vô chưa con Tấn? Ơi, ok con. Giờ có một số bạn đang vô nên ok. Tiếp tục. Câu số 5. Trong cái đoạn từ trừ 3 đến 4 thì trừ 3 đến 4 là đúng cái đồ thị người ta cho luôn nè. Cao nhất của mình chính là số 5. Và nhỏ nhất của mình chính là số 0. Đúng không? Giá trị nha. Giá trị là tập trung vô thầy cái gì nè. Giá trị là tập trung vô tung độ. Thấy không? Tung độ. Thấp nhất là tung độ nè. Thấy chưa? Thì mà nó chính là hai giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chúng ta. Số 0 và số 5. Như vậy cộng lại là bằng 5. Đáp án là câu A. Câu số 6. Một hàm số có bảng xét dấu như thế này thì người ta yêu cầu trên đâu, bài này bắt buộc chúng ta phải làm từng cái. Thì muốn làm từng cái thì trước hết là thầy xử lý bằng cái mũi tên trước nha. Rồi, mũi tên nè. Cái này là đi xuống. Cái này là đi lên, lộn xin lỗi. Đi xuống. Bài này tập sinh là R hả? Rồi đi xuống luôn. Để xóa này đi. Như vậy nó đi xuống băng qua luôn nha. Rồi đi lên. Rồi đi xuống. Ok rồi con ha. Như vậy người ta yêu cầu trong cái khoảng từ trừ 1 đến dương vô cùng. Trừ 1 đến dương vô cùng con thấy không? Trừ 1 này.
đến dương vô cùng, thì giá trị min không thể tồn tại được, tại vì mình chưa biết cái đầu này là bao nhiêu mà, nên không thể tồn tại min. À, câu B, từ 0 đến dương vô cùng giá trị max là F1. Chính xác, từ 0 đến dương vô cùng max của mình chính là vị trí cao nhất nè, F1. Như vậy có thể đáp án này là đáp án đúng rồi đó, xong rồi đó, đáp án B. Còn từ âm vô cùng đến trừ 1, từ âm vô cùng đến trừ 1 thì không thể xác định min được, đúng rồi con ha, vì khoảng mà, đây là khoảng mà. Còn từ nửa khoảng, từ trừ 1 đến 1 thì cũng không biết ai là max cả, tại vì bị mắt của mình đúng là phải F1 chứ phải F0. F0 là nằm vị trí thụt xuống dưới đây rồi. Ok ha. Đáp án đúng là câu B. Bạn nào hiểu câu số 6 cho thầy câu số 1 coi. Cái câu số 6 là thầy cần bao nhiêu bạn hiểu nè. Ai cần giảng lại thì nhắn tin cho thầy nha. Ai hay nhắn hạ nhắn tin trong group cho thầy nha. Nói tóm lại cái bài này thì đòi hỏi tụi cô phải vẽ bản biến thiên ra và nhận xét thật kỹ á, tại vì nó mang tính chất là yêu cầu chúng ta phải hiểu được tính chất max min. Max là phải là số lớn nhất, nhưng đồng thời phải tồn tại một cái phần tử x0 thuộc trong cái tập hợp đó để cho nó thỏa mãn là fx0 chính là bằng giá trị max đó. Đối với tụi con ha. Tiếp tục nha. Mấy bài này dễ, thầy lướt nhanh. Câu số 7. Câu số 7 thì giá trị lớn nhất của hàm số này là hàm số parabol. Và hàm số parabol ứng với hệ số A âm thì bề lõm hướng xuống dưới nó như thế này rồi tụi con. Như vậy max của nó chính là vị trí đỉnh đỉnh parabol chính là trừ b chia a là 1. Như vậy nó chính là f1. F1 thế vô kết quả là bằng 1. Như vậy max chính là bằng 1 nha tụi con ha. Bài này nhớ, những cái bài này là phải nhớ tại vì thầy dạy rồi. Nên thầy không có thể mà dạy chậm lại được. Những bạn nào mới thì tiếp thu với thầy. Rồi bây giờ còn có người vô nữa, thầy chán mấy đứa quá làm mất thời gian. Cung mồ là đứa nào vậy? Thái Bảo hả? Thái Bảo là gumbo hả Thái Bảo? Bảo Phúc có vô chưa? Không thấy Bảo Phúc ta. Tiếp theo, câu số 8. X mũ 3 trừ cho 3x bình cộng 9x trừ cho 35. Cái bài này thầy giải bằng cách tính tay là 3x bình nè trừ 6x trừ 9 bằng 0 thì thầy giải ra được hai nghiệm, một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng 3, hốt hết luôn, thuộc trong đoạn này luôn. Rồi tụi con tự thế máy tính vô bấm ra kết quả ha. Còn yêu cầu giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thế vô tính nhẩm. Cái này tụi con tính tính máy tính giùm thầy nha, để tiết kiệm thời gian nên bài này thầy khỏi làm nha. Đáp án là bao nhiêu vậy? Bài này dễ nên thầy bà bỏ qua. Đáp án là bao nhiêu mấy đứa? Đáp án là D. Cảm ơn Kim Lân. Đáp án D trừ 42 nhân tụi con. Tiếp tục chúng ta qua câu số 9. Thầy giải con câu số 9 nè. Câu số 9 là thầy nhắc lại một lần nữa nè, đạo hàm của K chia X, đạo hàm là bằng bye, trừ bye. K chia X bình. Sao vậy? Bye. Lấy ghế đang ngồi. Quen bồn lấy ghế và ngồi nha lên. Lấy ghế bên bồn đó nha lên. Là trừ K chia X bình nha tụi con. Như vậy bài này thầy tính đạo hàm ra là F phẩy bằng 8x trừ 1 phần x bình bằng 0 và thầy giải ra được nghiệm là 8x mũ 3 trừ 1 bằng 0 và x mũ 3 thầy giải ra là bằng 1 phần 8. Như vậy x là bằng 1 phần 2. 1 phần 2 thuộc trong khoảng này luôn. Nhận. Và tụi con thấy hệ số A, hệ số A khi thầy quy đồng ra là A gì tụi con nè? A dương. A dương thì chúng ta thấy có một nghiệm duy nhất nên nó như thế này nè mấy đứa. Đó, như vậy đó chính là giá trị nhỏ nhất luôn tụi con. Chính là cái vị trí mà cực trị thầy mới tính ra nghiệm nhận là 1 phần 2 luôn đó. Rồi tụi con thế 1 phần 2 vô bình phương 1 phần 4 là bằng 1 nè. 1 phần 2 thế vô là bằng 2 nè. Và trừ. Và trừ 4. Và đáp án sẽ bằng trừ 1 nha tụi con. Đáp án bằng trừ 1. Rồi các bạn chỉnh sửa bài này vào cho thầy đi ha.
Bài này bài này cả lớp hiểu không vậy ta? À, ai hiểu bài này cho thầy con số 2 coi. Bài này ai hiểu cho thầy con số 2 coi. Bài này dễ. Tụi con nhớ là cái dạng toán này đa số nó giống như thực tế vậy đó, con tính đạo hàm ra mà ra nghiệm đúng một nghiệm một nhận mà nó thuộc trong khoảng này á, thì đa số nó chính là cái giá trị mà thỏa mãn câu hỏi luôn. Rồi, ok tụi con nha. Bây giờ tới bài này chút ha. Bài này à, câu số 10, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số này là bao nhiêu? Bắt chắc chắn là chắc chắn cái bài này là cái bài mà bắt buộc tụi con phải tính đạo hàm thật cẩn thận, và tập xác định của bài này là R. Bởi vì sao nè, các bạn nghe kỹ nha, cái mẫu này nè thầy đặt cho nó khác không, mà thầy chứng minh tụi con thấy không, is bình trừ cộng cộng không không thôi, cái này thầy giảng cho dễ hiểu nha, cho tư duy nha. Còn dễ hiểu là cái bấm máy tính ra, bấm máy tính ra mà nó ra mắc error có nghĩa nó ra vô nghiệm, có nghĩa là luôn luôn là error đó. Còn bạn nào muốn tư duy vậy tư duy nè, hai là hàm hẳn thức 8 nhân x thì chỗ này bình phương lên phải là 8 bình là 64, vậy nó dư tới 4 lần, tụi con thấy không? Như vậy chỗ này chính là bằng cái gì, chỗ này chính là bằng cái gì tụi con, chính là hàm hẳn thức x cộng 8 cả bình cộng 4, hiển nhiên nó khác không rồi đúng không, nên tập xác định bài này là R là âm vô cùng tới dương vô cùng, các bạn nhớ giùm thầy nhé, âm vô cùng đến dương vô cùng. Rồi bây giờ thầy tính đạo hàm bài này gọn gàng. Đạo hàm thì tụi con không quan tâm cái mẫu luôn, vì cái mẫu mình bình phương rồi, mình quan tâm là quan tâm cái tử để mình giải nghiệm thôi, để mình lập lại biến thiên. Vì đây là bài toán mắc min trên R thì thầy tính đạo hàm ra như sau. Thứ nhất á, là thầy tính ra được kết quả đầu tiên u phẩy là bằng 2 2x bình nhân 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 phân phối luôn nha, 2x bình nhân cho cái v luôn á, cộng cho 32x nhân 2 vô luôn là bằng một 136, 68 nhân 2 là 136 trừ u 2x cộng 9 nhân v của mình là 2x cộng 16 nhân tụi con. Rồi, như vậy thầy tính tử ra, tính cái tử ra cho nó bằng không. Cái này tụi con ok rồi ha. Tính tử ra. Tính cái tử ra thầy được rút gọn nha. 2x bình là 4x bình rút gọn, thầy còn trừ 2x bình nè. Thằng này nhân vô là 18, à thằng này nhân vô là 32x nè, thấy không? Với 32 là mất rồi nè, thấy không? Cái dấu trừ. Vậy còn lại 9 nhân 2 là 18 trừ 18x. Rồi. Và 136, 136 trừ 9 nhân cho 16 viết 4 nhớ 5 144. Như vậy 144 mà 136 thì bằng trừ 8 nha tụi con. Bằng 0. 136 trừ cho 144 là bằng trừ 8. Rồi, bấm tính ra rút gọn ra. Rút gọn ra được kết quả là x bình cộng cho chia cho 2 là còn 9x. Số nó xấu gì ta? Cộng cho 4 bằng 0. Mấy đứa kiểm tra lại coi thử tính cái sai chỗ nào không gì ta? Sao số nó xấu ta? X cộng 19. À chết rồi thì bị sai quên. Xin lỗi con. Chỗ này 19 nhớ. Trời ơi sai rồi. Cũng ghê, 32 như vậy trừ cho 38. Trừ cho 38. 19 nhân cho 16. Một ba sáu trừ 19 nhân 16 trừ 168.
-168 thì bài rút gọn là cộng 19 168 chia cho 2, đây là 84. Rồi bấm nghiệm ra 1 19 84, ra 7 với trừ 12, ra một nghiệm trừ 7 với trừ 12 x bằng trừ 7 x bằng trừ 12. Rồi lập bảng biến thiên đây, bảng biến thiên đây. Rồi phương trình bậc 2. À, do thầy rút gọn thôi nha, chứ lát mà đứa nào xét dấu mà không cẩn thận là chết chỗ đây nè. Thầy nói nghe nè, các bạn nhớ khi xét dấu là phải nhớ nguồn gốc của nó, cứ đừng còn do thầy là thầy biến đổi thôi. Con nhìn nè, nguồn gốc khi thầy rút gọn ra cuối cùng ra hệ số A âm nè, nên trừ 12 với trừ 7, nên chỗ này hệ số nó phải âm nha tụi con ơi. Đó, nhớ nha, đừng có sai nha. Rồi xuống, lên, xuống. Rồi tụi con nhìn à... Ủa, bạn nào cứ vô hoài mà thầy bấm rồi nó vẫn out ra vậy ta. Ủa Duy Khang vô mà sao không được ta. Rồi như vậy tụi con thấy số trừ 10 con đi ha, bấm con đi ha. Thầy bấm tính, thầy bấm gì dở quá. 2 x cộng 19 chia x bình cộng 16 x cộng 68 bằng con. Con tại con số trừ 7 á thì ra kết quả bằng 1. Ô đẹp quá ta, thấy không? Ra số bằng 1. Rồi con tại con số trừ 12 kết quả ra trừ 1/4. Rồi và tụi con biết bài này nếu mà đạt đàng hoàng là chúng ta thấy bậc tử như thế là bậc mẫu nè, bậc tử bé bậc mẫu, nên lim chỗ này sẽ bằng 0, thấy không? Như vậy min của mình chính là trừ 1/4, mắc của mình sẽ là 1, hai này nhân nhau là âm 0,25, đáp án B. Rồi cái bài này thầy thấy nó không có khó, nhưng mà tính toán thì tụi con có máy tính xử lý nó nhanh hơn và tính toán cho nó được cẩn thận chút ha. Ai hiểu bài này với thầy con số 5. Rồi cố gắng tính đạo hàm thật nhanh, giải phương trình nghiệm, lập bảng biến thiên. Và lưu ý cái kinh nghiệm của thầy là đây là hàm số trên tử bậc nhất với mẫu bậc 2, nên là mắc min của mình chính là tại hai cái vị trí mà con tính nghiệm đạo hàm nhận luôn mấy đứa à. Xong rồi con nó ra kết quả luôn nha. Rồi ok các bạn, bây giờ tiếp theo. Rồi cái bài này nó hơi bị gọi là hay ha. Bài này ai có ý tưởng có thể phát biểu hay coi. Cho hàm số y bằng fx, hàm số y bằng gx có đạo hàm như hình vẽ f phẩy g phẩy, đồ thị hàm số cho đạo cho như hình vẽ luôn. Người ta hỏi là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số h. Hàm số h là kết hợp của hàm số f và hàm số g trên đoạn từ 0 tới 6. Rồi, ai có thể làm được bài này ở nhà rồi? Ai làm được bài này rồi? Có thể mở mic lên cho thầy sự tương tác coi. Đây là một bài mang tính chất tư duy cho tụi con. Hai phút suy nghĩ đi nha. Các thầy mời nha. Mình cứ làm đúng theo cái kiểu mà
Cái bài này tụi con sao bấm tính được đúng không mấy đứa? Nên là thầy muốn tụi con hiểu bản chất của việc tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trên đoạn dựa vào đồ thị, đúng không nè? Thôi thầy hướng dẫn tụi con làm luôn để mất thời gian uổng quá nha. Thầy cho phép thầy xóa cái này nha. Thầy xóa cái này để cho nó nhanh nha. Thầy giả như này cho nó nhanh. Rồi. Bây giờ tụi con nhìn coi thầy làm nè, còn đóng thầy đóng vai trò như là một học sinh mới học nè. Thầy hướng dẫn mấy đứa tư duy và suy nghĩ nè. Cái này lát tụi con coi video lại nha. Rồi, bây giờ tụi con coi thầy hướng dẫn mấy đứa làm. Thứ nhất, muốn tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất trên một đoạn thì đầu tiên thầy phải tính đạo hàm h'x và cho nó bằng mấy? Bằng 0. H' mà h là gì? H là f trừ g, vậy h' chính là f' trừ g', cho nó bằng 0. Mà hai này nó bằng 0 thì giải ra phương trình là f' bằng g'. Và đây chính là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị F' và G', đúng không? Hai đồ thị F' và G', đúng không nè? Rồi, nó chính là đồ thị, tương giao đồ thị của F' và G'. Và F' và G' đồ thị tương giao có thấy cách nhau tại mấy đứa? Trong cái đoạn mà đang xét là từ 0 đến 6 thôi nha. Từ 0 đến 6 thì tụi con thấy nè. Từ 0. Lấy màu hồng đi. Từ 0 tới 6 thì nó đúng có nghiệm mà, nghiệm đây nè. Đó, thấy chưa? Thì nó ra đúng một nghiệm x bằng 2. Đúng không? Đúng nghiệm x bằng 2. Rồi, bây giờ mấy đứa coi thầy xét dấu nó nè. X h phẩy h mình xét trong khoảng từ 0 đến 6. Rồi 2 0. Rồi mình thấy từ cái khoảng mà mình chuyển với cái hàm số của mình đang xét, hàm số này nha. Hàm số h phẩy để xét dấu của mình là hàm số f phẩy trừ g phẩy nha. Rồi, tụi con thấy trong cái khoảng từ 2 đến 6, từ 2 đến 6 thì cái đồ thị f phẩy của mình nó nằm trên đồ thị g phẩy, đúng không con? Đồ thị f phẩy nằm trên đồ thị g phẩy, như vậy f phẩy trừ g phẩy là như thế nào tụi con? Dương, đúng không? F phẩy trừ g phẩy dương. Đó, do đó h phẩy mang dấu dương, được chưa? Đó, nhớ nha. Trong một cái khoảng mà đồ thị nào nằm trên thì giá trị nó sẽ lớn hơn đồ thị nằm dưới. Thầy dạy ngoài hè rồi. F' nằm trên g' nên giá trị nó lớn hơn giá trị của g' nên trừ nhau nó sẽ dương, đúng không con? Do đó h' của mình nằm bên phải con số 2 nó sẽ mang giá trị dương, và bên này sẽ mang giá trị âm. Và bảng biến thiên của chúng ta nó sẽ như thế này, đi xuống và đi gì? Đi lên. Rồi, do đó có một điều có sự phân vân tụi con, đó là giá trị max chưa biết thôi. Nhưng min là chúng ta biết nó chính là h2 rồi. Min là chính h2 rồi, nhưng mà giá trị nhỏ nhất của mình là h2. H2. Chỉ còn giá trị lớn nhất là không biết h0 hay h1 thôi. H0 và h0 và h6. Vậy mình loại được hai đáp án này rồi, thấy không? Thấy không? Rồi, vậy mình còn câu B thôi, cái câu C thôi. Vậy nãy giờ mình chúng ta thấy có này chưa xài nè. Cái này chưa xài nè mấy đứa. Nè, mình chưa xài cái này nè. Thấy không? Mình chưa xài. Thì mình có cái gì vậy? Mình có F0. Tại vì H, H của mình á, H của mình, HX của mình là bằng FX trừ GX. Nên thầy phải để F đứng trước, G đứng sau. Thầy chuyển máy qua F0 trừ G0 nó sẽ bé hơn F6 trừ G6. Mà F0 trừ G0 chính là H0. Còn F6 trừ G6 chính là H6. Mà H0 mà bé hơn H6 thì H6 nó phải lớn hơn rồi. Như vậy max chính là H6, đáp án B.
Bài này là bài tư duy liên kết, tổng hợp các kiến thức lại với nhau bằng phương pháp đồ thị đạo hàm. Nên bài này hiểu được là quá tốt, còn không hiểu được thì cố gắng từ từ. Ai hiểu được bài 11, cho thầy con số 7. Đó, tụi con nhớ, có nhiều bạn hiểu như vậy là thầy vui lắm rồi đó. Các bạn khác cố gắng lên nha. Các bạn khác thì sao vậy? Cái bài này là bài mang tính chất cái tư duy. Tụi con cố gắng lên. Ok. Cẩn thận nha, cố gắng lên suy nghĩ. Các bạn nào không hiểu cái nào hỏi thầy đi, sao im ru vậy ta? Không hiểu thì hỏi chứ im ru sao thầy biết. Hả? Bạn khác làm sao? Qua nha, bài này ok, qua nha, bài này nó không khó nhưng mà thầy muốn dạy tụi con một cái điều mới, đó là gì? Khi chúng ta quan sát đồ thị trong một cái vùng nào đó, mình đang xét trên một cái tập xác định nhỏ từ 2 đến 6 đi. Tụi con thấy không? Là cái đồ thị màu tím nó nằm trên đồ thị màu xanh lá cây. Màu tím là thể hiện đồ thị F phẩy, còn màu xanh lá cây thể hiện đồ thị G phẩy. Thì tụi con thấy trong cái miền này á, thì chúng ta thấy là F phẩy nó nằm trên G phẩy, do đó cái việc xét dấu của chúng ta là F phẩy nó sẽ lớn hơn G phẩy trong cái vùng từ 2 đến 6. Mà F phẩy lớn hơn G phẩy thì H phẩy nó sẽ mang giá trị dương. Mà H phẩy mang giá trị dương thì đó chính là kết quả xét dấu của mình trong bảng xét dấu đạo hàm của H phẩy. Và cứ như thế tương tự thì chúng ta có trường hợp thứ hai là nằm trong khoảng từ 0 đến 2 thì G phẩy nằm trên nên F phẩy trừ G phẩy nó sẽ âm thôi. Chúng ta xét dấu, sau đó chúng ta nhìn vào cái sự biến đổi đồ thị để mà nhận xét min và max. Thì trong đó min thì mình kết thúc ngay tại H2, còn max của mình thì phải so sánh giữa H6 và H0. Mà H6, H0 thì so sánh thì thầy chỉ tụi con cách hướng dẫn dựa vào cái giả thiết người ta cho bằng cách mình chuyển cái G0 ra phía trước, còn F6 mình chuyển ra phía sau thì vô tình nó tạo thành đúng cái khuôn là H0 và H6 và thể hiện điều đó. Được chưa nè? Rồi tiếp tục. Câu số 12 là một câu mà thầy hướng dẫn cho tụi con làm, thầy không có làm nữa. Đó là chúng ta đặt T là cos trong lượng giá. Thì bài này quy về bài toán tìm max min trên đoạn luôn tụi con, là từ trừ 1 đến 1, xong rồi đó. Và tụi con cho nó thế thành chữ T là trừ 5T cộng 3 chia cho T trừ 6. Và đây, được chưa? Và tụi con đi tìm max min của cái hàm số này trên cái đoạn từ trừ 1 đến 1 bằng cách tụi con tính đạo hàm và thế số vào. Thì thầy tính nhẩm nha. Thầy tính đạo hàm bài này bằng công thức mà bữa trước thầy chỉ tụi con á, nhớ không? Thôi, tính 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 kiểu kia đi, mất công quên nữa. Thôi nhớ thầy đủ công thức tính tìm cận siêng là quá đã rồi, còn bây giờ bắt mấy đứa nhớ này nữa mất công nữa. Rồi thầy tính đạo hàm đi ha. Nó bằng u phẩy là 2t trừ 5 rồi nhân cho t trừ 6 cộng trừ cho đạo hàm thằng sau là 1 rồi, đổi dấu luôn, cộng 5t trừ 3 là 2t bình trừ t bình là t bình. Thằng này rút gọn trừ 5 với cộng 5 hết còn lại trừ 12t. Thằng này là 30, 30 mà trừ 3 là còn 27. Và giải ra nghiệm T bằng bự quá, nghiệm T bằng 3 với T bằng 9 là loại hết bạ rồi, thấy không? Nên mình chỉ còn hai đầu bút thế vô thôi là xong. Như vậy số trừ 1, trừ 1 thì thầy thế vô thì được kết quả với mẫu là trừ 7. Ồ, cái đáp án trừ 7 rồi, thấy không? Đó, hàng này nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Trừ 7 trên tử thế vô số trừ 1 thì là 1, 1 cộng 6 cộng 3 nữa là bằng 9. Đáp án là trừ 9 phần 7 rồi, hai này giống nhau nha. Số 1 thế vô ở dưới là trừ 5. Số 1 thế vô là 4,
4 trừ 1 là bằng trừ 1. Như vậy đáp án sẽ là 4 trừ 5 là trừ 1, 1 phần 5. Đáp án là câu A. Ok ha, bài này dễ cho tụi con. Tiếp 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của M để mắc của hàm số này trên đoạn từ 0 đến 5 thuộc trong khoảng từ 0 đến 10? Thì bây giờ tụi con thấy đây là hàm số bậc 3, hệ số A dương, AC trái dấu là hai cực trị, là thấy không? Đó. Và thầy tính đạo hàm ra là có hai nghiệm. Một nghiệm là bằng 3x bình cộng, ô lộn, 6x bình chứ quên. Ô lộn, 3x bình, quên 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 quên. 3x bình cộng 6x trừ 24. Thì nghiệm của tụi con sẽ là x bình cộng 2x trừ 12. Trừ 8 chứ. Trừ 8 thì một nghiệm sẽ bằng trừ 4, một nghiệm sẽ bằng 2. Và mình xét trong đoạn từ 0 đến 5. Từ 0 đến 5 thì mình sẽ bỏ con số trừ 4 đi, từ 0 tới 5. Và min của mình. Ồ, cái bài này hay nè nha. Bài này hay. Bài này tại vì mình đang phân vân giữa F0 với F5 đó tụi con. Cho thọ số đây, thầy cho bằng trừ 4 luôn nè. Đó, đây bằng 2 nè. Xét trong đoạn từ 0 đến 5. Rồi, bây giờ mình biết thằng nào mắc đây, thầy chỉ luôn. Mình sẽ dựa vào bữa thầy dạy tụi con cái bảng điểm đặc biệt vẽ hàm số bậc 3. À, mấy kinh nghiệm này là phải biết nha. Chỉ cái mới phải biết nè. X nè. Đi. Rồi, thầy chỉ tụi con nè. Bữa mình vẽ hàm số bậc 3, hoành độ là trừ 4 nè. Hoành độ bằng 2 là hai cực trị nè. Thấy không? Rồi, hai thằng này là giả sử nó ra hai kết quả. Thằng trung bình cộng của mình là bao nhiêu ta? Trung bình cộng mình là trừ 1. Đó. Mà đồ thị của tụi con là mang tính chất đối xứng á. Qua tâm tâm đối xứng chính là điểm uốn. Thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ lên chỗ này. Rồi, nó xuống chỗ này. Và nó lên bên này, đúng không? Rồi, chúng ta thấy tại đây là con số 0. Rồi, nó xuống chỗ này. Chọn chỗ này cách. Con thấy không? Đây, đây trung bình nè, thấy không? Còn con số 5 nó cách nhau tới 3 đơn vị lận. Con số 5 cách nhau 3 đơn vị. Thằng này nó cách nhau 3 đơn vị nè, thấy không? Thì con số 5 nó cách nhau 3 đơn vị chỗ này. Thì nó sẽ mang giá trị tung độ của thằng này qua, thấy chưa? Đó, giá trị tung độ này qua. Do đó mắc của mình chính là F5. Đó, mắc là F5 á, cẩn thận cái thầy chỗ này nha. Đó, nhớ nhớ, nhớ cái bài bữa thầy nói tụi con không? Là nó tương tác với nhau bao nhiêu đơn vị đó. Đó, thấy chưa? Như vậy chỗ này là mắc chính là F5. Mắc F5 mà người ta yêu cầu là trong khoảng từ 0 đến 10 thì cho nó lớn hơn 0, bé hơn 10. Rồi. Mà F5 của tụi con giải ra bao nhiêu bằng cách thế số 5 vô 125. Thằng này 25, 75 nữa. 75 với 125 là 200. 200 với 200 mà trừ 100 là 100. Như vậy 2M cộng cho 100. Như vậy giải ra 2M bé hơn trừ 95 và lớn hơn trừ 100. Vậy chia đôi ra M lớn hơn trừ 50 và bé hơn trừ 95 mà chia đôi. Là trừ 47,5. Như vậy mình sẽ lấy là trừ 49 cho tới trừ 47. Trừ 49, trừ 48, trừ 47. Ủa cái ba số nguyên à, sao kỳ vậy ta? Tính vì sao nhỉ? F5. F5 thế vô 5 mũ 3 cộng 3 nhân 25. Ồ chết, thầy bị sai. 24 nhân 5 là 120 mà. Quên, 155. Lỗi mấy đứa, chỗ này là 155. Rồi chỗ này chặn số 10 mà ghi chặn số 0, số 5 trời. Số 10 rồi, ok, tính lại cho thầy nha. Như vậy trừ 155 chia 2 là trừ 77,5. Trừ
trừ 77,5. Còn chỗ này là 10 trừ 155 chia 2 trừ 72,5. Vậy chúng ta lấy kết quả là từ trừ 77 cho tới trừ 72. Lấy số cuối trừ số đầu là bằng 5 cộng 1 là 6. Đáp án là 6 nha tụi con. Bài này hay á. Bài này không khó nhưng mà nó có đặc trưng. Câu 13 ok ha. Đấy nha. Ai hiểu câu 13 rồi cho thầy câu số 5 coi. Rồi cảm ơn tụi con nhớ nha. Thầy giảng lại mà tụi con coi bài này đi, thầy giảng lại một chút xíu là tại sao thầy khẳng định F5 là mắc nha. Rồi thầy giảng lại xuống đây cho tụi con coi nè. Chúng ta giải ra bài này là nó có hai cực trị. Nó có hai cực trị nè tụi con. Thì một cực trị là bằng trừ 4. Một cực trị là bằng 2. Rồi, thấy không? Có một cái kinh nghiệm nào thầy chỉ tụi con là thứ nhất là điểm uống của mình là trung bình cộng là bằng trừ 1 nè. Đó, điểm uống nằm giữa nè, thấy không? Đó, đó là trung điểm của hai điểm cực trị, thấy không tụi con? Rồi, nó có một cái điều đặc biệt đó là gì? À, khi chúng ta lấy tọa độ đỉnh á, tọa độ điểm để vẽ đồ thị á, thì chúng ta lấy theo kiểu tỷ lệ. Thì tụi con thấy à, thằng này chơi nhau bao nhiêu đơn vị nè? À, 3 đơn vị, thì chỗ này mình phải tăng thêm 3 đơn vị, đúng khoảng cách là 3. Đúng chưa? Thì cái tọa độ của giá trị nè. Thằng này nè, nó sẽ bằng giá trị của tại con số 3 luôn. Đó. Đó, thấy không? Nó sẽ bằng luôn. Do thầy vẽ hình nó không đúng á. Do thầy vẽ cầu thị tương đối. Đó, thầy vẽ đúng rồi, thị nó như thế này nè. Đó, nó bằng luôn, thấy không tụi con? Đó. Do đó, thầy muốn nhận xét số 0. Số 0 ở chỗ này. Số 0 là chỗ này. Thì con thấy giá trị F0 nó nằm cái này. Đây là số 5, quên. Tăng 3 đơn vị là số 5. Nên chỗ này sẽ là F5. Còn chỗ này là F0. Chỗ này là F2. Vậy tụi con thấy F5 nó phải cao hoàn toàn F0 không? Nên mắc chính là F0, đó, F5. Được chưa? Rồi ok, chúng ta qua câu tiếp theo. Mấy câu này thì nó hơi khó chút xíu nha. Các bạn cố gắng nha. Rồi, chúng ta tới bài này. Đây là hàm số bậc 4 trùng phương. À, hàm số bậc 4 trùng phương này là hàm số bậc 4 trùng phương này là hàm số chúng ta thấy là giá trị min của nó là bằng F3 và max của nó là bằng bao nhiêu trên đoạn từ 0 đến 3. Thì tụi con thấy đây là hàm số bậc 4 trùng phương. Yêu cầu là min của nó trong đoạn từ 0 đến 3. Thì chắc chắn hàm số này luôn luôn có một cực trị bằng 0. Đúng không mấy đứa? Một cực trị bằng 0. Mà min của nó là bằng F2. Nếu mà min của nó bằng F2 thì chúng ta phải suy nghĩ coi là một là đồ thị nó sẽ như thế này. Hai là đồ thị nó sẽ như thế này. Thấy không? Thì nếu mà số 2 chỗ này là không thể min được là mắc, như vậy bắt buộc đồ thị nó phải là chữ W. Đó, quan trọng cho lập luận đồ thị nó chữ W. Cho đó thầy sẽ vẽ đồ thị cho con coi.
Nên chỗ này là ứng với x bằng 0. Còn chỗ này sẽ ứng với x bằng 2. Đó, như vậy min của nó chính là tại vị trí này là F2 trong đoạn từ 0 đến 3. Thấy chưa? Từ 0 đến 3. Như vậy tụi con thấy nếu mà mình có min là F2 thì có nghĩa là cực trị chính là x bằng 2. Mà hàm số bậc 4 trùng phương mà có cực trị x bằng 2 thì có nghĩa là nó sẽ có thêm cực trị x bằng trừ 2 là ở chỗ này. Tính chất đối xứng của nó tụi con thấy không? Và mình sẽ có được kết quả là công thức tính cực trị là x bình bằng trừ b chia 2e. Và nó phải bằng 2 bình phương lên là 4. Do đó thầy có được kết quả là b sẽ bằng trừ 8a. Mà b của thầy là trừ 2m. Trừ 8a thầy nhân vô là trừ 8 nhân cho m trừ 1. Và thầy rút gọn ra là thằng này là 8, 8 chuyển qua là 6m. Nhân vô là bằng 8. Như vậy m của thầy sẽ bằng 4 phần 3. Xong phim. Giải nên m là 4 phần 3. Vậy bản thân tụi con thấy khi m 4 phần 3 thì F0 mình thế vô nó bằng 1. Đúng không? F0 bằng 1. Còn F3 ra bao nhiêu thế vô là xong rồi. Mắt của nó chính là 1 trong 2 đầu thôi là xong rồi. F3 mình thế vô là 4 phần 3. 4 phần 3 trừ 1 là bằng 1 phần 3 nè. F3 thế vô là 3 mũ 4 nè. Đó. Trừ 2 nè. 4 phần 3 nè. F3 của mình bình phương lên là bằng 9 nè. Và cộng cho 1 nè. Vậy tụi con thấy 3 phần 4 chia cho 3 là 27. 27 mà trừ thằng này chia 3 nữa là bằng 3. 3 với 6 là bằng 10. 3 với 8 là 24. Như vậy là bằng 3. 3 cộng 1 là bằng 4. Đáp án là max sẽ bằng 4. Đáp án B. Bài này rất là hay luôn á. Hay mà tư duy cho tụi con nữa đó. Nên học hiểu bài này nha. Ủa Thắng ơi, Thắng nói cái gì vậy Thắng? Alo. Thầy, cái bài 13 là ghi là trừ 7, cái 2 là số nguyên phải là trừ 7, trừ 73 chứ. À quên, thầy bị sai, đúng rồi đó, quên. Thầy bị lộn, thấy giờ thầy cũng sợ thầy lộn, thấy không? À, bé hơn trừ 72,5 thì mình lấy là trừ 73, đúng rồi. Trừ 73 thì mình có 5 số nguyên thôi, đúng không? Đáp án A, xin lỗi mấy đứa nha. Thầy tính lộn. Rồi, cảm ơn Thắng. Còn cái bài 14 thầy thấy nó hay đó. Hay mà tư duy cho tụi con luôn á. Ai hiểu bài 14 không? Cái ai hiểu bài 14 cho thầy con số 4 coi. Bài 14 thầy muốn dạy tụi con cái gì biết không? Là nhiều lúc cái tại vị trí đó mắc á. Mắc của nó chính là cực trị luôn á mấy đứa. Min cũng chính là cực trị luôn. Ai hiểu bài 14? Trời ơi, cả lớp đâu ai hiểu bài 14 luôn hả? Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo. Bài này thầy dạy tụi con hôm bữa rồi nè. Một loại thuốc dành cho bệnh nhân trong máu bệnh nhân khi tiêm vào. Sau thời gian T, công thức là T chia T bình cộng 1. Vậy sau khi tiêm thuốc khoảng bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân là cao nhất? Thì bài này bữa thầy dạy tụi con rồi. T của mình giải ra bằng bao nhiêu? Cộng trừ 1, đúng không? Bữa dạy rồi, dạng phơm đây nè. Máu dạy là bữa... Mới dạy bài bữa thứ tư luôn á. Còn các bạn khác thì tính đạo hàm ra. Tụi con cứ nhớ, các bạn này cái tính đạo hàm ra là xong. Ra nghiệm nè, đạo hàm T là bằng 1, T bình cộng 1 trừ cho U nhân V phẩy là 2T. Như vậy nó chính là trừ T bình cộng 1. Giải ra một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 1. Thời gian làm sao bằng trừ 1 nữa. Nên đáp án đúng là T bằng 1 giờ. Xong, đáp án C. Ok. Ok ha. Ai hiểu bài này à, cho thầy con số 5 coi. Rồi, nhớ bài này cho thầy nha. Bây giờ Cảm ơn. Giờ chúng ta tới trắc nghiệm đúng sai. Rồi, trắc nghiệm đúng sai thì nó không khó lắm nha. Nãy giờ thầy dạy có mấy bài khó cho tụi con. Rèn cái tư duy mấy đứa lên thôi. Rồi bây giờ chúng ta làm này và kết thúc nha. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn từ trừ 1 đến 3 thì sẽ tính đúng sai. M trong đoạn từ 1 đến 3 M là min là F
F2 là sai rồi, min phải là F của trừ trừ 1 là bằng 0. Còn đây là F2. Đây max, max chính là F0. Max chính là F0 đúng nè. Sai nè, vậy hàng này sai luôn ha. À, như vậy min phải là F của trừ 1. À, min F trừ 1 đúng. Ok. Rồi, hiểu bài nha. Ok tụi con nha. Câu số 2. Trong khoảng từ trừ 1 đến 1, min sẽ là bằng 3. Chính xác, đúng. Trong khoảng từ trừ 1 đến 1, max là bằng 4. Sai, khoảng mà đâu có nhận đầu mút này đâu. Nên sai. Trên R, min là bằng 3 là sai. Vì trên R có âm vô cùng. Và trên R, max là 4. Đúng, bởi vì đó chính là giá trị cao nhất. Ok. Câu số 3. Xét tính đúng sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 tới 1. Từ 0 đến 1 nghịch biến đúng. Rồi thì đi xuống đây. Hàm số đồng biến trong khoảng từ trừ 1 đến 2. Sai. Trừ 1 đến 0 thôi. 2 qua đây lỡ. Sai. Hàm số có giá trị lớn nhất là bằng 2. Chưa đúng. Vì hai đầu còn tăng cao lên nữa. Chưa đúng. Còn hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng trừ 1 là sai. Giá trị nhỏ nhất phải là bằng 0. Chứ phải bằng trừ 1. Tại x bằng trừ 1 thì được. Như vậy phần này sai. Phần này sai. Ok nha. Mấy bài để sửa thầy rửa nhanh đó. Rồi bây giờ chúng ta tới câu số 4. À, câu này rất là hay. Câu thực tế. Cũng là một câu mà xuất hiện trong đề trắc nghiệm của trường Trần Văn Dầu chúng ta luôn. Nên tụi con lưu ý nha. Rồi bây giờ thầy cho mấy đứa 5 phút để làm câu số 4 cho thầy coi. 5 phút làm câu số 4. Rồi 5 phút nha. 5 phút thôi thầy sửa liền luôn á. Rồi tụi con nhìn nè. À, thứ nhất là mình sẽ đáy của mình là hình vuông. Nên người ta gọi cạnh đáy là x nè. Thấy không? Nên mình có thể tích là bằng V bằng diện tích đáy là x bình nhân cái chiều cao là h. Vậy thằng này sai rồi. X bình mới đúng. Mối liên hệ giữa x và h là mình có thể tích người ta cho là 2,16. Như vậy x của mình, h của mình phải là 2,16 chia cho x bình mới đúng. Nên thằng này cũng sai luôn. Để chi phí làm chiếc thùng nó thấp nhất thì cạnh đáy phải là 1/2 và chiều cao là 1,8. Thì mình thấy chi phí của cái thùng này, cái chi phí để mà cho làm cái chiếc thùng này mà gọi là thấp nhất thì mình sẽ tính bằng diện tích của cái thùng ha. Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có đáy và không nắp. Không nắp thì có 5 mặt như thầy dạy tụi con rồi. Bài này dạy rất là quen luôn, 5 mặt. Vì tụi con thấy đó là hình vuông chứ, quên. Hình vuông thì đặc biệt quá, sướng ơi là sướng luôn. Thì bốn cái mặt bên nó bằng nhau hết luôn á. Và cùng một diện tích. Như vậy về diện tích 5 mặt của thầy là bằng gì? S sẽ bằng đáy là x bình. Còn bốn mặt bằng nhau là 4 nhân mỗi mặt là x nhân h. Đúng không tụi con? Và thầy có được cái mối quan hệ của h nãy ở trên là 4x và h của thầy chính là bằng nhìn mấy đứa chính là bằng 2,16 chia x bình đó không tụi con. Và thầy rút gọn ra được là x bình, rút gọn nha, 4 nhân cho 2,16 bằng 8,64 cộng 8,64 chia cho x. Rồi, mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của nó là xong. À, như vậy giá trị nhất của nó là mình tính đạo hàm ha, đạo hàm. Thì tính ra kết quả là 2x trừ, như thầy dặn tụi con công thức nghiệm công thức đạo hàm nha. X bình bằng 0. Và thầy giải đặc biệt toán thực tế mình hình học giải ra nhiều nhận luôn. Thầy nói được là 2x mũ 3 bằng 8,64 vì 8,64 với chia 2. Chia cho 2. Như vậy nó sẽ bằng 4,32. Và thầy lấy căn bậc 3 lên là 6. Shift căn bậc 3. Shift căn bậc 3 của answer. Của 4.32. Như vậy tụi con thấy giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn từ 0 đến 1 bằng trừ 2. Thì đầu tiên á, mình kiểm tra đạo hàm UA nhân D trừ B nhân C là bằng 1 cộng M bình. Luôn luôn dương rồi. Do đó min của mình chính là F0.
min lúc này chính là f0, vậy nếu luôn luôn dương đồng biến mà đồng biến thì min chính là số nhỏ. F0 thế vô là bằng trừ m chia cho 1 là bằng trừ m luôn, và yêu cầu bằng trừ 2 và giải ra m bằng 2, quá dễ vậy. Câu số 5, xuất khẩu gạo của tỉnh A kéo dài trong vòng 60 ngày, người ta nhận thấy lượng gạo xuất khẩu tính theo thời gian ngày thứ T và áp bằng công thức này, đơn vị là tấn. Hỏi trong 60 ngày, ngày nào là ngày thứ mấy có lượng gạo xuất khẩu cao nhất? Vậy lượng gạo xuất khẩu cao nhất thì mình tính đạo hàm, mình tính mắc min trong đoạn từ 1 đến 60 thôi. Thì mình thấy được kết quả của mình là đạo hàm ra là 6 phần 5 T bình trừ cho 2 rớt xuống là 126 T cộng cho 3240 bằng 0. Mình giải nghiệm ra chắc chắn luôn á, giải nghiệm ra cái nào nhận là thuộc trong đoạn là nhận thôi. Rồi, bấm máy tính đi. 9 nè, 2. Rồi, 6 phần 5 là 1,2. 1,2 âm 126 3240. Ra T bằng 60 luôn mới ghê chứ. Ra T bằng 60. T bằng 45. À, ra T bằng 45, T bằng 60, ra 2 ngày luôn. Và mình lập bảng biến thiên hàm bậc 3 theo chiều A dương thì như thế này đúng không con? Như vậy T bằng 60 là chỗ này. Đây là T bằng 45. Mà mình xét là trong đoạn từ 1 đến 60. Rồi 1 nè đến 60. Vậy mắc của mình chính là 45 rồi. Đáp án là cao nhất ngày thứ 45. Câu số 6. Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in in được 3.600 bản in trong 1 giờ. Chi phí để vận hành máy in là mỗi lần in là 50.000 đồng. Chi phí cho n máy chạy, máy in chạy trong 1 giờ là 60 nhân cho 6n cộng cho 10.000 đồng. Nếu in 5.000 quảng cáo, 50.000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng máy in để phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất? Rồi, một xưởng có tối đa là 8 máy in thôi. Mỗi máy in là in 3.600 bản in trong 1 giờ. Chi phí để vận hành máy in mỗi lần in là 50.000 đồng. Tính chi phí cho n máy in chạy, n máy in chạy trong 1 giờ là... Như vậy nếu in này thì cần sử dụng bao nhiêu máy in? Thì đầu tiên là tụi con thấy... mình phải lập cái phương trình ra. Mỗi máy in in được 3.600 bản in trong 1 giờ. N máy in chạy trong 1 giờ. Nếu chắc là câu hỏi này nó sẽ tương đương với là trong 1 giờ á. Trong 1 giờ thì mình chạy được 5.000 tờ quảng cáo thì vận hành máy in thì bây giờ mình thấy là n máy in chạy trong 1 giờ thì là 6. Chi phí cho một máy in chạy trong 1 giờ, n máy in chạy trong 1 giờ. Vậy n máy in chạy trong số giờ là... Được coi cái bài này nó có bị sao sao không? Bài này tụi con làm như thế nào ta? Một xưởng như có 8 máy in thôi, mỗi máy in in được 3.000 trong 3.600 trong 1 giờ. Chi phí cho n máy in chạy trong 1 giờ là 60 nhân cho 6n cộng 10. Bài này mấy đứa cái ý kiến làm như thế nào cho thầy coi. Thấy cái bài này nó đọc nó bị lòng vòng ta, nó bị dư giải thiết ta. Ba ngàn sáu in trong 1 giờ, chi phí để vận hành một máy in trong mỗi lần in là 50.000.
Bài này nó có hai ẩn á. Mắt mình làm phải hai ẩn. Ở đây cái ai làm mà ra kết quả không? Ai hướng làm ra kết quả không? Cái bài này thôi để thầy coi sau nha. Bài này thấy nó bị cái đồ nhúc bị lỗi đề nữa. Thôi bây giờ mình qua bên phần tiệm cận nha. Thầy ôm sơ tiệm cận rồi thầy ôm một số bài toán hình đặc trưng cho tụi con nha. Rồi thầy giảng toán hình kỹ lại cho mấy đứa nào. Bây giờ chúng ta ôm tiệm cận nè. Phương trình tiệm cận ngang y bằng a chia c. A chia c hàm số nhất biến. Nhớ nè, hàm số nhất biến là chỉ có đúng một tiệm cận ngang thôi, là y bằng a chia c. Và tiệm cận đứng là x bằng nghiệm mẫu rồi trừ d chia c cho nhanh cho thầy luôn, như y bằng 1 nè. Hàm số có tiệm cận đứng là x bằng trừ 2 nè, rất là dễ nè. Hàm số có tiệm cận đứng là x bằng 1 phần 2 là sai, tiệm cận ngang mới đúng. Hàm số tiệm cận ngang y bằng 1 phần 2, đáp án C nè. Câu số 4, lim khi x tiến đến âm vô cùng ra số là tiệm cận ngang. X tiến tới dương vô cùng ra số cũng là tiệm cận ngang. Hai số này khác nhau nên cả hai tiệm cận ngang, y bằng 2 và y bằng trừ 2. Câu số 5, chúng ta thấy đây là hàm số biến tấu của hàm số nhất biến thì nó vẫn đúng cả hai đường tiệm cận, một ngang một đứng. Nhớ nha, cái bài này thầy nói nhanh cho tụi con. Tiếp, câu số 6, hàm số này có số đường tiệm cận, trước hết là thầy giải mẫu ra hai nghiệm trừ 2 với 2 mà tử ra một nghiệm 1 với 2, vậy hai bị trùng rồi nên loại bài 1 đứng. Bậc tử bằng bậc mẫu nên đúng một tiệm cận ngang, do đó đáp án là 2. Câu số 7, tại vị trí này là con số 2, tại vị trí là con số 5, như vậy nó có 2 ngang. Vị trí này có ký hiệu dương vô cùng và dấu hai gạch, vậy 1 đứng, đáp án tổng cộng là 3. Rất là dễ. Câu số 8, tiệm cận ngang và tiệm cận đứng người ta yêu cầu tổng số đường tiệm cận, hay chúng ta thấy ngang ngang thì có 1 và đứng cũng có 1, đáp án là 2. Tiếp, chúng ta thấy tập xác định của hàm số như thế này thì chúng ta thấy tại vị trí trừ 2 có âm vô cùng và 1 đứng, ở đây cũng có 1 đứng và thằng này có 1 ngang, tổng cộng là 3. Bài này chúng ta thấy có 1 đứng, có 1 ngang, tổng cộng sẽ là 2. Rồi, bài này tiệm cận đứng chúng ta x bằng 0, x bằng trừ 1, trong đó 0 thế vô là bằng ra con số 0 nên loại, còn trừ 1 thế vô ra khác 0 nên nhận, vậy bài này đúng một tiệm cận đứng. Phương trình tiệm cận xiên, tiệm cận xiên là chúng ta nhớ công thức vừa dạy được con là y bằng gì nè, y bằng a chia mx cộng b nhân m trừ a nhân n chia m bình, và rất là dễ, a chia m là bằng 2x, và dọc dọc là bm nè, dọc là trừ 1 trừ xéo, xéo là trừ 2 là cộng 2, đáp án là cộng 1, đáp án B. Rất là nhanh nha tụi con. Câu số 13, giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên thì tiệm cận đứng của mình có hoành độ x bằng 2, do đó giao điểm có hoành độ bằng 2, loại thằng này rồi. Xiên như thầy dạy tụi con là bằng a chia m là x cộng cho dọc là trừ 3 trừ xéo là cộng 2 là bằng trừ 1, như vậy thế số 2 vô, 2 trừ 1 tung độ bằng 1, đáp án C. Rất là dễ. Có bao nhiêu tiệm cận đứng đồ thị hàm số này đi qua điểm có hoành độ là bằng 2, vậy x bằng 2 là tiệm cận đứng, vậy suy ra m sẽ bằng 2, vì chỗ này tiệm cận đứng là x bằng m mà muốn ra tiệm cận đứng là x bằng 2 thì suy ra là m bằng 2, đáp án D. Tương tự, hàm số có bao nhiêu giá trị m để cho hàm số này không có tiệm cận đứng. Không có tiệm cận đứng khi nào? Khi nghiệm mẫu trùng với nghiệm tử, vì mẫu có nghiệm x bằng m, vậy thế m lên con cho nó trùng với nghiệm tử luôn, như vậy ra 2m bình trừ 3m cộng m bằng 0, giải ra là 2m bình trừ 2m, vậy ra m bằng 0 hoặc m bằng trừ 1, bằng 1. Đáp án đúng là câu E. Ok, mấy phần này ok nha tụi con. Rồi, câu số 1, câu số 1 tụi con thấy là thí sinh đúng sai, hàm số này có tập sinh là trừ 1 đúng nè.
Tiệm cận đứng là trừ 1 đúng nè. Tiệm cận ngang bằng 3 là sai. Tiệm cận ngang mà y bằng trừ 2 mới đúng. A chia C. Và hai đường tiệm cận đứng ngang tạo với đồ thị hai góc hai trục hình có diện tích bằng 3. Vẽ hình ra thấy liền à. Y bằng trừ 2. Nè, y bằng trừ 2 đây. Y bằng trừ 2. Độ dài bằng 2 thôi. X bằng trừ 1. X bằng trừ 1. Vậy tôi có thấy độ dài bằng trừ 1 với bằng trừ 2 thì diện tích lấy số 1 x 2 đáp án bằng 2 chứ phải bằng 3. Nên sai. Hình chữ nhật. Câu số 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này chính là bằng trừ 2. Đúng, trừ 2 là số thấp nhất tại vị trí x bằng 0. Còn chỗ này là tiệm cận ngang, không sao cả, vẫn có x bằng 0. Nên đúng. Hàm số có giá trị lớn nhất là 3 là sai. Đây là giới hạn chứ phải giá trị đâu. Sai. Hàm số có tiệm cận đứng là x bằng 2 và x bằng trừ 2. Đúng, tại chỗ 2 này có nè. Và hàm số có tiệm cận ngang là y bằng trừ 2. Đúng, nhưng mà không phải y bằng 3. Y bằng 3 là sai. Đây là tiệm cận đứng thể hiện chỗ này chứ không phải chỗ đó. Nên sai. Câu số 3. Tập xác định là R trừ 4 chứ phải trừ 4. Trừ cho số 4 chứ phải trừ 4. Sai. Tiệm cận đứng x bằng 4. Đúng. Đường tiệm cận nghiêng, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình 5x. Đúng. 5x nè. Đúng nè. Rồi dọc. Dọc là mấy? Dọc là 9 trừ xéo là cộng 20, 29. Đúng. Chính xác. Giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và ngang. Đứng là bằng 0. Thế vô. 20 thế vô. Đứng là bằng 4. Lên hình độ bằng 4. Thế số 4 vô 20 cộng cho 29 là 49 chứ không phải 29. Sai. Rồi những bài này nó mang tính chất rất là hay. Rồi câu gì câu bài ha. Nên thầy không sửa nữa phần này nha. Rồi mấy này thôi thầy không sửa. Hả? Bài này nhìn vô là biết là tìm cận ngang rồi. Y bằng 50. Rồi. Mấy bài này thầy không sửa phần này nha. Phần này tụi con tự coi ha. Bây giờ thầy sẽ dạy cho con tấm hình nha. Rồi, cắt tấm hình của dạy mấy đứa nè. Cái phần này để từ từ mình làm xong phần đồ thị ha. Thầy sẽ dạy là mấy cái bài mà nó mang tính chất sát với đề thi của trường mình và cho các bạn khác tham khảo luôn nha tụi con. Đây, bài này đầu tiên. Bài này là những bài bắt buộc tụi con phải lấy điểm nha. Các bạn trường khác coi tham khảo luôn nha tụi con. Đó, làm trước cho thầy nha. Ôn kỹ tốn hình là bao đề tốn hình luôn. Hôm nay là thầy ôn dạy online là có giá trị đó. Tại vì tốn hình nó gần gũi với tụi con. Cho đứa làm bài thật là tốt. Thì hôm nay dạy tốn hình cho cứng, không hiểu là hỏi liền nha. Đó, tại biết là tốn hình có một số bạn hơi bị mập mờ. Cái đó hôm nay thầy dạy tốn hình thật kỹ. Để thầy cắt đề qua.
Rồi, thầy sửa bài cho tụi con luôn nha. Để thầy lấy mấy cái đề. Mấy cái này à. Để về đưa cái đề nó xuống cái. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thầy hướng dẫn tụi con làm mấy bài này sát với đề thi của trường mình. À, thứ nhất là tụi con giờ ai vô nữa? Rồi, giờ nhìn kỹ nha. Giảng nào là hiểu đó nha, mấy bài này phải tự tin lên, rất là dễ, rất dễ có điểm. Thứ nhất là tụi con thấy khi mà người ta cho đậu hàm mà có mũ chẵn là bỏ cho thầy liền nè, không quan tâm nè. Và mình còn có hai nghiệm đơn thôi là số 0 và số 2. Và tụi con lập bảng biến thiên ra thấy liền luôn á, dễ lắm. Đó, từ từ. Số 0 và số 2, thấy chưa? Rồi giờ các bạn nhìn vô. Cái này là x, cái này là f phẩy, tụi con xiết dấu. Vì hai nghiệm này chúng ta có hệ số a là dương, toàn bài dương. Rồi, chúng ta vẽ bảng biến thiên cho đúng theo chiều mũi tên. Rồi, thằng này lên. Xuống. Lên. Giờ chúng ta điền số phù hợp vào trong bài. Số của chúng ta đang yêu cầu trên đoạn từ 0 đến 1. 0 đến 1. Hết rồi. Hai số à. Vậy mình thấy giá trị nhỏ nhất chính là cái đầu thấp nhất nè, F1. Rồi, đáp án đúng là câu A. Dễ không tụi con? Quá dễ bài này luôn. Ai hiểu cho thầy con số 9 nhanh lên nè. Mấy bài này mấy cái này là yêu cầu tương tác nè. Tại vì nó sát với đề thi của trường mình. Các bạn trường khác cũng vậy, à, tương tác với thầy nha. Đó, rất là dễ. Như vậy câu này là không được sai nữa nghe chưa. Đi thi là câu này tụi con phải làm thật là tốt, điểm thật là cao. Ok. Tiếp, bây giờ qua toán hình nha. Rồi, qua thuần toán hình luôn nè. Câu này. Câu này thì bạn nào thôi bây giờ thầy cứ chỉ cho tụi con làm bài này theo kiểu tổ độ vector đi cho nó nhanh ha. Còn bạn nào muốn làm nhanh thì muốn làm theo kiểu hình học kia thì mình làm theo hướng dẫn thì hướng dẫn rồi. Nè. Thấy không? Vẽ thầy đây nè. Vì đấy đề này người ta cho đấy là hình gì biết không? Cái đề này người ta hay cho đấy là hình chữ nhật hoặc hình vuông là đúng chuẩn của mình rồi đó. Rồi. À, hình chóp đấy là hình vuông nên chúng ta đặt tên là chữ A nè. S nè. SA có độ dài là A căn 2 nên S có tọa độ là 0 0 căn 2. Thấy không? Rồi có chữ S là thấy không? B. B vẽ ở đây. C D C D. Rồi, như vậy tụi con thấy điểm C, điểm D với đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông nên điểm D có tọa độ là cạnh cạnh hình vuông là bằng 1. Nên là OX này. OY OZ. Nên điểm D có tọa độ là 1 0 0. Điểm B tọa độ là 0, 1, 0. Điểm C tọa độ lấy luôn cả B và D chính là 1, 1, 0. Xong rồi đó. Bây giờ mình tính vector ASC. SC thầy tính ra được kết quả lấy điểm C trừ điểm S là 1 nè. 1 nè. Trừ căn 2. Rồi vector AC. Vector AC thầy lấy điểm C trừ điểm A. Điểm A là 0, 0 khổ luôn. Chính điểm C luôn là xong rồi. Rồi tụi con cứ nhớ cho thầy là góc tạo bởi hai vector là bằng cos. Bằng tích vô hướng, hoành nhân hoành cộng tung nhân tung là 2 đó mấy đứa. Chia cho tích độ dài, thằng này là căn 2. Đúng không? Thằng này là 2 với 2, 2, 2. 2, 2 là 4 là bằng 2. Như vậy đáp án sẽ là bằng 1 phần căn 2. Và 1 phần căn 2 là con bấm shift code ra 45 độ, đáp án C.
hai vector này là hai vector có chung chữ sâu nè, đó, được chưa? 45 độ. Còn bạn nào làm mặt hình học thường nó dễ thôi con. SC này, AC này thì nó trùng chung định điểm đứng cuối bữa thầy nói cho con á, nó chính là cái góc này luôn. Và góc này con thấy thế này bằng căn 2 đúng không? Còn hình vuông có đường chéo là bằng căn 2 và tam giác vuông cân góc này 45 độ. Đó. Mình làm bằng hình học thường nhiều lúc nó hay hơn, nhanh hơn nhưng mà thôi. Nhưng bạn nào mà còn yếu thì chúng ta làm hình học vector tọa độ nó hay hơn, tiết kiệm thời gian cho con hơn. Ai hiểu câu số 9 rồi? Hiểu hiểu cách nào cũng được hết á, cho thầy con số 7 coi. Đó, bài này là phải làm bài và lấy điểm nha, bài này dễ. Đi thi các bạn trường khác cũng ra mấy câu này nè. Câu số 10. Tứ diện đều, bài này thì không thể dùng theo kiểu hình học OXYZ được, tại vì bài này là tích vô hướng, bài này là nó không có phải đấy là hình vuông hình chữ nhật mà tứ diện đều. Tứ diện đều thì con nhớ đến góc là 60 độ. Thì thầy vẽ hình đây cho con coi nè, đơn giản. Cái bài này dễ nha tụi con, phải cố gắng lên nha. Cái bài này không khó đâu, rất là dễ. A B C D. M là trung điểm của BC, N là trung điểm của CD. Yêu cầu tính tích vô hướng AM với AN. Thật ra cái bài này á, nếu mà tụi con để trực tiếp như vậy á, tính hơi cực đó mấy đứa. Cho nên thầy muốn chỉ cái bài này mà mình phải tách vào vector đây chút xíu. Vì M là trung điểm, N cũng là trung điểm. Nên là thầy làm như thế này nè. À, vector AM theo công thức là bằng 1 phần 2 của vector AB cộng vector AC. Đó, con nhớ không? Công thức trung điểm mở rộng á. Vector AN thì là bằng 1 phần 2 của vector AC cộng vector AD. Đó. Rồi, kết quả ra 1 phần 4 nè. Nhập phân phối vô ABAC là tích vô hướng dễ thấy nè. ABAC. Rồi, cộng với AC bình. Cộng với ABAD. Và cộng với ACAD. Thấy không tụi con? Bài này mà con thấy vì nó là hình chớp tứ diện đều nên các tích vô hướng này nó bằng nhau hết luôn mấy đứa, tại vì độ dài bằng nhau, góc cũng bằng nhau 60 độ nữa. Nên thầy tính ra rất là nhanh, nó sẽ bằng 3 lần tích vô hướng của một cặp là bằng độ dài 1 nhân cos của 60 á tụi con. Góc đó là góc 60 vì tứ diện đều cộng với AC bình phương là 1 nữa. Như vậy thầy có kết quả thằng này là 1/2 là 3/2. À 3/2 với 1 là bằng 5/2. Như vậy 1/4 mà nhân 5/2 thì đáp án nó sẽ ra là 5/8, đáp án là câu B. Rất là dễ. Nhưng mà bài này cách tính nó phải bắt buộc mình phải tách như thế này nè thì nó mới hiểu được nhanh. Do đó tụi con nhớ công thức trung điểm không? Thầy nhớ dạng con không? MA cộng MB bằng 2 lần M trung điểm. MI, Y là trung điểm AB. Như vậy MI sẽ bằng gì tụi con? Một nửa của MA cộng MB. Nhớ cái này cho thầy nha, thủ cái này cho chắc cho thầy nè. Ai hiểu bài này rồi cho thầy con số 10 coi nè. Tách bằng công thức trung điểm á thì nhập phân phối vô, tụi con nhớ cho thầy nè. Cái hình tứ diện đều á là cứ tích vô hướng của các vector chung một đỉnh á, ABAC, ABAD, BA, ABBD, ABAC, ACAD, AD, AB á thì ba thằng này nó bằng nhau hết. Bởi vì độ dài nó bằng nhau nè. À, độ dài nó bằng nhau. Rồi góc của nó bằng 60 độ nữa, đúng không nè? Ừ, lưu ý với thầy. Rồi, chúng ta tới câu hình lập phương. Hình lập phương. Mấy bài này mà mấy bạn mà nhẹ nhàng chút xíu làm hình học chính thống của lớp 11 nó hay hơn, nhanh hơn. Còn nếu không thì cứ làm từ từ thì hình học lớp 12 để hơi lâu một chút. Tại tính toán nó nhiều.
Rồi tụi con nhìn thấy A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Dưới kháng bị gì mà sao má nó bị ao ra ngoài hoài ta? Rồi tụi con nhìn nè, góc tạo bởi giữa DB, DB phẩy á, DB phẩy nè, với A phẩy, C phẩy. Thì tụi con thấy bài này thì chúng ta sẽ nhận nhận làm sao? DB phẩy với A phẩy, C phẩy. Giờ nói sao cho dễ hiểu ta? Đây. Như A phẩy, C phẩy. Thì bài này thì nếu mà tụi con dùng dùng cái phương pháp hình học á, hình học OECD thì nó dễ hiểu hơn. Còn nếu mà dùng phương pháp hình học lớp 11 thì bắt buộc mấy đứa phải tư duy nhiều hơn. Thôi thầy dạy cách dễ hiểu đi. Cái thầy nói là cách của thầy mắc công mấy đứa không hiểu nữa. Đầu tiên là thầy có điểm A phẩy tụi con cho nó là 000 nha. Không không không. Vì hình lập phương nên thầy gọi cạnh bằng 1 hết, cho nó đơn giản. Như vậy C phẩy của thầy sẽ có tọa độ là 110, thấy không? Và B phẩy của thầy có tọa độ là 010. Và D của thầy có tọa độ là x bằng 1, y bằng 0 và z bằng 1. Xong rồi đó, thấy chưa? Như vậy A phẩy, C phẩy của thầy tính vectơ ra nó sẽ bằng 1, 1, 0. Và D, B phẩy thì bằng trừ 1, 1 trừ 1. Rồi xong à, thấy nói gì thôi, tích vô hướng bằng mấy mấy đứa thấy không? Tích vô hướng nó bằng 0 rồi nên suy góc bằng 90 độ chưa? Tích vô hướng nó bằng 0 rồi. Ủa nhưng sao mà vô góc được ta? À đúng rồi. Hai đường chéo nó. Ủa nó có vô góc được không? B phẩy là 0, D là 1, 1. D phẩy là 1, 1, 0. D phẩy. D tích vô hướng bằng 0 mà. Thôi nó vuông góc đúng rồi đó. Nó vuông góc bằng 90 độ cho tụi con. Còn bạn nào mà dùng kiến thức hình học lớp 11 á, thì mình phải biết rằng là cái đường chéo này nè, AC phẩy nè, nó sẽ vuông góc với mặt phẳng nè tụi con, vuông góc mặt phẳng này nè, thấy không? Tại vì sao? Vì nó vuông góc với thằng này mà nó vuông góc với thằng này nữa, nên nó vuông góc với mặt phẳng này, nên vuông góc với tất cả các đường nằm trong mặt đó, góc bằng 90 độ. Rồi chúng ta tới câu 12, tích vô hướng bằng công thức hai này nhân nhau là bằng 4 nè, nhân cho cos của 60 1 phần 2 nên đáp án nó sẽ bằng B bằng 2, rất là dễ, được chưa? Rồi thì xuống với bài dưới. À, giờ chúng ta lên bài này ha. Đúng sai. Bài này thì tụi con dùng hình học vẽ tọa độ nó hay hơn, nó sẽ nhanh hơn, tại vì làm được nhiều câu. Cho đấy là hình vuông cạnh SA bằng căn 6.
mình sẽ làm tiết kiệm thời gian hơn. Rồi. Cái này là điểm A. Này là điểm S, căn 6 là 0, 0, căn 6. Thằng này B là 1, 0, 0 luôn. C là 1, 1, 0. Vì đấy hình dung cạnh 1. D là 0, 1, 0. Rồi, bây giờ người ta gọi alpha là góc tạo bởi SC. Vậy SC tính là tọa độ luôn. Là 1, 1, trừ căn 6. Còn AC của tụi con chính là điểm C, 1, 1, 0. Rồi, người ta yêu cầu tính vector AM. Với M là trung điểm của CD. Thì M tụi con có tọa độ là trung điểm CD cộng lại chia đôi là 1 phần 2, 1, 0. Như vậy vector AM cũng chính là điểm M luôn. Rồi. Giờ vector AB chính là điểm B. 1, 0, 0. Vector 1 phần 2 đâu nữa. 1 phần 2 AB nhân vô 1 phần 2. Là 1 phần 2, 0, 0. Vector AD của thầy chính là điểm D. Là 0, 1, 0. Vậy cộng lại chính là 1 phần 2. 1, 0. Vậy nó chính là vector AM, đúng. Thấy chưa tụi con? Khớp và tọa độ, đúng. Tiếp theo, chúng ta xử lý tích chu hướng SB. SB thì tính kết quả ra là bằng 1, 0, trừ căn 6. Còn AM thì tính kết quả ra là điểm M luôn. M đã tính ra được kết quả là 1, 1, 0. 1 phần 2 chứ. Như vậy tích chu hướng nó sẽ bằng 1 phần 2, sai. SM với AD. SM là bằng M trừ S là 0, 1 trừ căn 6. AD chính là điểm D là 0, 1, 0. Và đáp án bằng 1 chứ không bằng 2, sai. Tích chu hướng bằng 1. Alpha bằng 60 độ, hãy tính ra rồi nè. Cái này hãy tính ra cos bằng tích chu hướng là bằng 2 chia tích độ dài, thằng này là bằng căn 2. Thằng này là bình phương lên là bằng 2 với 6 là 8 là 2 căn 2. Vậy đáp án sẽ ra 1 phần 2. Cos 1 phần 2 ra 60 độ. Đúng rồi đó. Rồi. Nhưng mà tụi con thấy cái dạng toán này nó còn khó đối với tụi con đó không? Cứ dùng tọa độ. Nhớ đấy là hình vuông là cứ dùng tọa độ như vậy đó. Ai hiểu bài này rồi cho thầy con số 3 coi nè. Bài này chắc chắn tụi con phải làm được. Nha. Ai hiểu cho thầy con số 3? Chắc chắn phải làm được bằng cách gọi tọa độ nha mấy đứa. Đó, cứ dùng tọa độ cho thầy thì nó đơn giản cho con hơn nha. Tính từ từ công thức mấy đứa phải thuộc. Tới thời điểm này mà con học công thức không thuộc sao thầy dạy những bài khó được. Cho nó phải nhớ. Ok. Lát con coi lại. Giờ chúng ta tới bài này ha. Bài hình lăng trụ phu. Lăng trụ tam giác đều, bài này bắt buộc là không tụi con không thể dùng mà phải tính tay. Lát thầy chỉ tụi con lại bài số 6 một lần nữa nha. Tính độ dài đoạn thẳng MN nha. Làm tròn đánh hàng phần 10. Thì đầu tiên tụi con thấy hình lăng trụ tam giác đều AB người ta cho bằng 1, tất cả đấy là tam giác đều bằng 1. Bằng 1 nè. Cho thằng này bằng căn 2. Rồi tụi con nhìn thấy vector AB phẩy bằng vector AB cộng vector CC phẩy. CC phẩy thật ra chính là vector AA phẩy đó. Và đây chính là quy tắc hình bình hành nên đúng nè. Vector đường chéo AB phẩy bằng AA phẩy cộng cho AB. Và AA phẩy chính là CC phẩy nên đúng nha tụi con. Độ dài của đoạn thẳng AB phẩy có bằng độ dài của đoạn thẳng BC phải hay không? Bằng, vì nó chính là hai đường chéo của hai hình chữ nhật bằng nhau, có chiều dài là bằng
có cái một kích thước chính là đường cao của hình lăn trụ đều, và có một cạnh chính là cạnh đáy của tam giác đều, nên bằng nhau luôn, cùng bằng căn 3. Đúng rồi. 1 nè, tính là Pythagoras căn 3. Này căn 2, 1 tính Pythagoras căn 3 luôn, đúng. Tích vô hướng của hai vector AB' với BC' bằng A bình chia đôi. Thì để bài này trở nên đơn giản thì thầy phải chen vô, chen điểm vô để cho nó làm cho dễ. Thì thầy có vector AB' nhân cho BC'. Bây giờ để làm thì thầy chen điểm B vô là xong mà. AB. Đó, AB. Cộng với BB'. Nhân cho BC'. Đó, tích vô hướng vô. Hôm nay thầy chỉ cho các bạn một phương pháp mà thầy đã dạy các bạn 12A13. Hôm nay thầy chỉ tụi con nhớ nha, để làm bài cho nhanh nha. Nếu mà cái việc khi mà tụi con tính tích vô hướng, cái việc xác định góc nó đỡ khó khăn đối với tụi con á, thì chúng ta nhớ thầy cái này nè. Tích vô hướng của hai vector AB với AC nó sẽ bằng độ dài đoạn thẳng AB bình phương chính thằng này nè, cộng cho AC bình phương chính là nó nè, trừ cho độ dài hai chữ còn lại là BC. Đó, AB AC là còn là BC bình phương chia 2 là xong tụi con. Nhớ nha, tất cả chép vô cho thầy cái này nha. Rất là hiệu quả và giúp ích chúng ta rất nhiều đó. Được chưa? Rồi tụi con nhìn con thầy làm bài này nè. AB tích vô hướng với BC phẩy rất là cực, thấy không? Thấy không? Tụi con thấy không? Không, làm xác định hơi bị cực về góc luôn á. Tụi con thấy không? Cái góc này mình xác định hơi cực nè. Cho nên thầy làm như sau nè, bằng AB bình nè, cộng cho BC phẩy bình nè, trừ cho ai? To lên. Trừ cho AC phẩy bình chia cho 2, cộng BB phẩy. BB phẩy tích vô hướng với BC phẩy, BB phẩy với BC phẩy. Tụi con cũng phải đi tính góc thôi, nên thầy dùng luôn BB phẩy bình cộng cho BC phẩy bình cộng cho trừ cho B phẩy C phẩy bình chia đôi. Thấy chưa, làm cho nó nhanh, thay vì mình tính góc cực lắm. Thầy ứng dụng cái này ra từ định lý cosin năm lớp 10 á. Thầy có AB bình là bằng bao nhiêu nè, bằng 1 nè, B phẩy C tính ra được bằng căn 3, bình phương là 3 nè, trừ A phẩy C, A phẩy C cũng là căn 3 luôn á, bình phương là 3. Thấy chưa, xong chia đôi, cộng BB phẩy là căn 2, bình phương lên là 2 nè, B phẩy C nãy tính luôn là bằng bình phương lên là 3 nè, trừ cho B phẩy C phẩy là 1 nè, chia 2 nè, rồi rút gọn nè, thấy không? Nhìn nè, thằng này là 3, 3 trừ 3 hết là 1/2, thằng này là 4, 4 với 1 là 5/2, đáp án này sai, thấy chưa? Đáp án này 5/2 lận, thấy chưa tụi con? Lưu ý nha. Góc tạo bởi hai thằng này là bằng bao nhiêu? Rồi, dùng tích vô hướng chia tích độ dài cos. Tích vô hướng ở trên là tính ra 5/2 rồi. Chia độ dài AB, AB phẩy. AB phẩy thì tính ra được kết quả là đấy là căn 3. BC phẩy cũng là căn 3. Như vậy nó ra cos 5/6, đâu ra 1/6 một độ được, sai. Rồi, hôm nay học cái công thức tính tích vô hướng hai vector mà không thông qua tích độ dài. Đúng rồi con, Tài đúng rồi Tài. Tài ơi, cái việc mà sử dụng tích vô hướng bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng chính tạo ra hai vector đó, trừ cho bình phương đoạn thẳng còn lại chia 2 á, là thầy ứng dụng từ định lý cosin năm lớp 10 á Tài. Và luôn luôn ứng dụng cho tất cả các vector. Nếu mà cái việc mà con xác định góc á, không cần hai vector này phải chung đỉnh đứng đầu đâu nha, hai vector là bất kỳ luôn á Tài. Đó, nhưng mà miễn làm sao nó chung một điểm là được, nghĩa là hai
hai vector này nó phải tạo thành một tam giác đó Tài. Hai vector này nó tạo thành một tam giác, còn không cần quan trọng đứng đầu đứng cuối luôn. Nhớ chưa? Các tụi con nhớ cứ làm đúng công thức cho thầy như vậy đó. Tại vì nếu có nghĩa là nó không chung điểm đứng đầu thì con cũng chuyển, nói chung là nó phải có chung một điểm rồi đứng đầu thì mình cách mình tách ra, mình đẩy dấu trừ ra là xong rồi, cũng được, xong mình áp dụng công thức cho thầy là xong à. Cứ như thế mà làm cho thầy. Ok chưa? Có nghĩa là cái dạng này là chúng ta cái việc xác định gốc của con nó hơi khó khăn, nên mình cứ làm bằng công thức độ dài nó hay hơn. Tại vì độ dài nó có rồi. Được chưa? Rồi. Ai hiểu bài này với thầy con số 4 coi. À, cái khúc phân tích màu đỏ ra màu tím thì cái màu đỏ là do thầy chen vô cái điểm B, tại vì thầy muốn tạo ra chung một đỉnh nên thầy chen điểm B vào. Rồi sau đó thầy sẽ nhân phân phối, rồi sau đó thầy áp dụng công thức ở trên đóng khung á Trúc Linh. Là xong đó con. Đó, thì cứ như thế bằng tổng bình phương 2 vết độ dài trừ bình phương cạnh còn lại đó. Rồi, thầy giảng bài số 6 nữa nha. Bài số 6 là cái bài đặc trưng luôn á. Tứ diện đều. A B C D cạnh bằng 3. Trên OE lấy điểm M sao cho vector MO. Ô chết rồi, điểm O mà quên. OE BC. O A BC. Trên OE lấy điểm M sao cho vector MO bằng 2 lần vector MA, hai thành cái ngược hướng này. Rồi MO bằng 2 lần MA, M nằm chỗ này nè tụi con. Ra vector BN lấy điểm N sao cho vector NB bằng 1 phần 2 là nằm giữa luôn. Nên cạnh BC chia ra 3 đoạn luôn đó mấy đứa. NB bằng 1 nửa của NC là chỗ này nè. Rồi xong. Rồi tính độ dài mỗi đứa bằng 1 nè. Thằng này bằng 2 vì cạnh bằng 3 nha. Thằng này bằng 1, thằng này bằng 2. Ok. Rồi thầy tính MN, tất cả nhớ thầy cách tính thầy nè. MN bình phương chính là vector MN bình phương. Thầy chen điểm vô là xong à. Thầy chen vô là M gì he? MO cộng với OB cộng với BN, xong phim. Dạ ổn. Rồi, trong tứ diện đều tụi con luôn luôn nhớ thầy một câu, hai đường thẳng chéo nhau luôn luôn vuông góc. OE OE luôn vuông góc với BC, nhớ nha mấy đứa ơi. Nhớ này nha. Để chỗ này mình khai triển hàm đẳng thức ra, MO bình nè, cộng OB bình nè, cộng BN bình nè, cộng hai lần tích chu hướng nè, hai lần tích chu hướng MO nè với OB nè. Hàm đẳng thức bữa nay chỉ tới giờ. Cộng hai lần tích chu hướng OB nè, BN nè, cộng hai lần tích chu hướng MO nè với BN nè. Đó. Trong đó có một cái điều là MO với BN. MO với BN là chính là nằm trên hai cạnh OE với BC nên nó vuông góc, tích chu hướng bằng 0 rồi nè. Đó, bỏ qua đi. MO thầy tính ra được kết quả là bằng 2 thấy không? Chia tỷ lệ đó, 2 bình phương này là 4. OB là người ta cho bằng 3, bình phương này là 9. BN tính được bằng 1. 2 cho dấu trừ rút ra cho nó chung điểm đứng đầu. OM với OB trừ 2 OBN PO với BN. Nhớ tứ diện đều góc 60 độ. Nên 4 cộng 9 cộng 1 trừ 2. OM tích vô hướng và tích độ dài. OM là bằng 2. OB, OB là bằng 3. Và cos là góc 60 độ nha tụi con, vì tứ diện đều. Nhớ, nhớ rập khuôn cho thầy luôn. BO, BO của thầy cũng là bằng 3. BN là bằng 1 nhân cos của góc 60 độ luôn, là 1 phần 2 luôn, cos 60 độ luôn. Rồi rút gọn bấm tính thôi.
Thằng này là bao nhiêu? Thằng này là 14. Có 6 bắt đầu là 1 phần 2 là trừ 6. 1 phần 2 rút gọn luôn, trừ 3. Như vậy 14 mà trừ 9 là bằng 5. Như vậy suy ra MN chính là căn 5. Đó. Căn 5 thì bấm mới tính ra làm tròn hàng phần 10. Căn 5 bằng 2,2. 2,236. 2,236 là làm tròn hàng phần 10 chính là 2,2. Đó. Nhớ cái bài này, rập khuôn nhân thầy cô sẽ đổi số. Và cách làm như vậy chia tỷ lệ. Được chưa? Ai hiểu bài số 6 cho thầy số 6 rồi kết thúc nè. Hôm nay mình nghỉ nè. Đó. Những bài như thế này thầy rèn kỹ cho mấy đứa ở đó, thấy chưa? Cái tính toán như vậy bằng cách là mấy đứa nhớ là mình sẽ chen 2 điểm. Mà 2 điểm đó chính là một cạnh của tứ diện. Nhớ hình luôn. Là cứ nhớ thầy là A, AO với BC. Thì mình sẽ chen, nè chỉ nè. Mình có MN đúng không? MN nè. MN thì tụi con sẽ chen cái điểm MN thì mấy đứa sẽ chen thành OB nè, thấy không? Cái chéo này. Thậm chí tụi con có thể chen OC cũng đúng chứ không có sai. OC cũng được nè. OC cũng được nha. Đó, thậm chí có thể chen AC cũng được. Đó. Thậm chí cũng có thể chen AB cũng được, nhưng mà thầy thấy là chen OC với OB nó sẽ nhanh hơn về góc, tính toán đơn giản cho tụi con hơn. Nó như nhau à, không có khác gì hết á. Xin lưu ý nha, cố gắng coi và hiểu với thầy bài số 6, tất cả những bài thực tế, rồi những bài mắc min vân vân để làm bài tốt hơn. Rồi, thầy kết thúc cái buổi học hôm nay nha. Rồi lịch học online thứ 6 như thế nào thầy sẽ dặn ha, đề thầy sẽ gửi tụi con. Chào thầy ạ. Ờ, chào con. Rồi, thầy up clip cho các bạn coi ha. Rồi, chào cả lớp nha. Dạ, thầy. Ờ, chào con.